các bác nha, hôm nay em đi qua đường Bixi Thăng Long này, anh em đi qua đây cẩn thận, hết sức cẩn thận đó anh em nhá. Ở đây có hai làn này mà anh em mà đậu hai làn này anh em cố gắng có phải rẽ trái luôn, đừng có đi thẳng giống anh nhá. Đi thẳng giống anh là oảng này, em 89 Hưng Yên oảng này. Đấy, ấy à, em đây ấy em 89 Hưng Yên khôn phết. Thấy bác chạy ra cái rẽ luôn là không được gì anh em nhá. Thấy các bác chạy ra rẽ luôn là không được gì nhá. Đấy, bác này rút kinh nghiệm từ bác 89 nó không ra trước nữa, đợi em lại gần với vậy này. Đấy, đấy giờ. Đợi em lại gần với vậy này đấy. Vào việc luôn các bác nha, vào việc luôn, ok bác đây, vào luôn coi bác hỏi gì đây, đâu 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 đâu, vào việc luôn anh em nhá. Đây thôi quảng rồi các bác ạ. Quảng 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 đây. Hả? Cảm ơn anh nhá, đi chuyển đi. Sao đây? Đi, không có gì cả. Sao vậy anh lại rồi lại không có gì? Hả?